Xin chào mọi người, nay mình mới về thêm chiếc điện thoại, đó điện thoại 4 SIM S73 nha, của hãng S-Mobile. Điện thoại thì mình bán rất là nhiều rồi, website mình đang bán là alophone.vn. Địa chỉ mình là đường Trường Chinh, anh em qua đây để mua hàng trực tiếp nha. Máy này thì sẽ có hai màu sắc là màu đen thì mình sẽ thấy bán được nhiều hơn, thì mình sẽ nhập nhiều hơn, anh em có thể xem. Con này thì nó là điện thoại 4 SIM nên anh em nhìn thấy này, trên màn hình nó có hiển thị là mình đã gắn một SIM rồi và còn 3 SIM còn lại mình chưa có gắn. Đấy, đây là cái máy này, nó rất là nhỏ gọn nha. Pin thì không có nhỏ một tí nào, pin của nó con này dung lượng là 3000 mAh. Đây mình tháo cho các bạn xem pin pin. Đây các bạn tháo từ bên dưới tháo ra nha. Đó, pin này nó 3000 mAh. Pin này xài được khoảng tầm một tuần nha. Một tuần anh em có thể xài sử dụng bình thường. Loa ngoài và camera. Camera thực ra chỉ có một camera thôi, nhưng mà đây nó làm như kiểu iPhone 11 ấy. Nó gần như là giả hai mắt còn lại. Đây mình sẽ zoom gần cho mọi người xem nè. Đó, mọi người sẽ xem nó kỹ hơn. Đây là camera thật nha, còn hai camera để là trang trí thôi. Ở đây thì anh em thể xem được cái màu sắc của nó. Hai bên viền hông của nó thì nó hơi dày nha. Đó, nếu mà cái màn hình to hơn thì nó sẽ nhanh tốn pin hơn. Con này nó sẽ thiên về tiết kiệm điện. Ở đây mình sẽ đi vào cái chi tiết của cái con này cho mọi người nhìn rõ hơn nha. Vào menu thì chúng ta có một cái danh bạ lưu được khoảng 1000 số. Ở đây thì mình có thể kiểm tra bằng cách là nhập xuất mục khác, trạng thái bộ nhớ này. Điện thoại này lưu được 1000 số. Ngoài ra thì 4 cái SIM thì chúng ta có thể lưu được 1000 số, là 2000 số tất cả nha. Có phần nói chung là mấy cái tính năng cơ bản, chụp bệnh, nghe FM hoặc là vào Facebook hoặc là lên bằng Java thứ thì nó hơi khó nha mọi người nha. Có Bluetooth, báo thức. Bên phần này thì nó có cái phần nghe nhạc và phần tiết kiệm điện là hai phần mà mình hay dùng nhất. Đây thì mình cùng thử nghe nhạc nha. Loa con này thì cũng khá là ok đó mọi người, nó hơi to một chút. Ở phần này nó có phần tiết kiệm điện, nếu mà anh em nào mà chủ yếu để nghe gọi không ấy, thì mình bật cái chế độ lên. Khi mà máy nó tiết kiệm điện ấy, thì nó sẽ dùng được lâu hơn nha. Đó, mình nhấn vào đây thì màn hình nó sẽ tối đi. Đó, anh em thấy không? Màn hình nó tối hẳn đi cho mình tiết kiệm điện hơn. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng bình thường. Đó, máy thì chỉ có như vậy thôi. Còn sạc của nó là sạc cổng micro. Ở đây thì sạc rất là dễ nha. Cái này dễ kiếm, mình sẽ đưa kèm với các bạn. Trong hộp hàng nó sẽ có một cái cục sạc bên trong và một thẻ bảo hành lên tới thời gian 12 tháng. Anh em là muốn mua hàng bên mình thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0967590222, mình để ngay cái đường link bên dưới nhé. Nếu mà anh em nào chưa theo dõi kênh YouTube của mình thì để lại cho mình một lượt theo dõi, tại vì hàng bên mình về rất là nhiều mẫu. Mỗi tuần mình sẽ lên một vài video cho mọi người xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.